xuất hiện vật thể phát sáng không xác định khác ở Thành Đô trông giống rồng bay trên trời. Lốc xoáy kinh hoàng tấn công Túc Thiên, tỉnh Giang Tô khiến nhiều người thiệt mạng ngày 19 tháng 9. Tuyến đường phụ của đường vành đai 1 Phật Sơn trên đường cao tốc Quảng Châu – Phật Sơn – Triệu Khánh bị sập vào tối ngày 18 tháng 9. Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang hứng chịu mưa đá lớn, gây thiệt hại mùa màng ngày 18 tháng 9. Lũ lụt lớn nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, ô tô ở Nigeria ngày 19 tháng 9. Sa mạc ngập lụt, lũ do mưa lớn ở Top, Ả Rập Xê Út ngày 19 tháng 9. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Xuất hiện vật thể phát sáng không xác định khác ở Thành Đô trông giống rồng bay trên trời. Thưa quý vị, gần đây một vật thể phát sáng đáng ngạc nhiên xuất hiện trên bầu trời Thành Đô Tứ Xuyên, thu hút sự chú ý và bàn tán của mọi người. Tin tức bắt đầu được gây ra bởi một đoạn video được quay bởi một cư dân mạng Thành Đô ở thị trấn mới Bảo Long, Hoài Khẩu. Đoạn video cho thấy một UFO có hình dạng trông giống rồng bay đang bay lượn trên bầu trời. Vật thể bay bí ẩn này bay lượn một cách đều đặn, giống như một con rồng đang bay trên bầu trời. Mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hình dáng kỳ lạ như vậy, cảnh tượng vô cùng chấn động. Theo nhiếp ảnh gia, hiện tượng kỳ lạ này kéo dài trong vài giờ và có thể quan sát được cách xa hàng chục km. Nhiều người dân địa phương đã suy đoán về nguồn gốc và mục đích của UFO này, thậm chí có người còn cho rằng đó là biểu hiện của sức mạnh siêu nhiên khiến người dân vô cùng mơ mộng. Một số người dân cho rằng đây là những phi thuyền của người ngoài hành tinh đến trái đất để nghiên cứu khoa học và quan sát con người. Quan điểm này nhanh chóng lan truyền trên mạng và trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của nhiều cư dân mạng. Xoáy kinh hoàng tấn công Túc Thiên, tỉnh Giang Tô khiến nhiều người thiệt mạng ngày 19 tháng 9. Vào ngày 19 tháng 9, lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Nam Thái, huyện Túc Thành, Túc Thiên, tỉnh Giang Tô. Nhiều mái nhà bị tốc mái, lộn xộn, có người nằm dưới đất, nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 19 tháng 9, lốc xoáy xảy ra ở thị trấn Nam Thái, khu phát triển kinh tế Túc Thiên. Video cho thấy cơn lốc xoáy màu đen cuốn qua nóc một tòa nhà dân cư. Một nhiếp ảnh gia can đảm ở Túc Thiên đã chụp được bức ảnh cận cảnh cơn lốc xoáy đang lao qua một cửa hàng trên phố. Có đoạn video cho thấy sau cơn lốc xoáy, đường Kính Nam ở Thái Hương trở nên hỗn loạn, mái nhà bị lật, người dân nằm dưới đất không rõ sống chết. Tia lửa xuất hiện ở nhiều nơi. Người ta cho rằng cơn lốc xoáy đã thổi bay toàn bộ dây cáp điện 10.000 V, gây mất điện trên diện rộng ở Túc Thiên. Bà Triệu, một cư dân cho biết có người bị ngã tại hiện trường, nhiều xe cấp cứu đến, do đường dây điện cao thế bị đứt nên nhiều nơi tạm thời mất điện. Các bộ phận liên quan của khu phát triển kinh tế và công nghệ Túc Thiên cho biết trận lốc xoáy đã khiến một người thiệt mạng và 3 người bị thương và 52 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Các chuyên gia đánh giá cơn lốc xoáy được xếp ở hạng EF2. Cơ quan khí tượng Túc Thiên đã đưa ra thông báo vào đêm hôm đó, cho biết sấm sét sẽ xảy ra ở các thị trấn và đường phố của quận Túc Thành, quận Túc Dự, quận Mới Hồ Tân, khu phát triển kinh tế quận Mới Dương Hà và khu công nghiệp Tô Túc từ chiều tối cho đến nửa đêm, kèm theo gió giật khoảng cấp 10 và lốc xoáy cục bộ.
đường phụ của đường vành đai 1 Phật Sơn trên đường cao tốc Quảng Châu - Phật Sơn - Triệu Khánh bị sập vào tối ngày 18 tháng 9. Thưa quý vị, vào tối ngày 18 tháng 9, tuyến đường phụ của đường vành đai 1 Phật Sơn trên đường cao tốc Quảng Châu - Phật Sơn - Triệu Khánh bị sập. Sáng ngày 19, phóng viên đến phỏng vấn hiện trường cho biết sau khi sự việc xảy ra, đoạn đường này đã bị phong tỏa. Đến trưa 12 giờ ngày 19, lệnh phong tỏa vẫn chưa được dỡ bỏ. Các nhân viên liên quan đang có mặt tại hiện trường để tiến hành giám sát an toàn trên đường. Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang hứng chịu mưa đá lớn gây thiệt hại mùa màng ngày 18 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang hứng chịu mưa lớn và mưa đá lớn gây thiệt hại mùa màng. Người dân địa phương cho biết đây không phải là băng tuyết mùa đông. Bây giờ mới ngày 18 tháng 9 đã có một trận mưa đá lớn như vậy, thật đáng sợ. Nhìn xem đây là mưa đá, đây không phải là tuyết, cửa sổ đều vỡ nát. Dòng nước mưa và các cụm mưa đá đã hình thành những dòng sông băng chảy trên đường phố. Lũ lụt lớn nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà, ô tô ở Nigeria ngày 19 tháng 9. Thưa quý vị, mùa mưa ở Nigeria đặc biệt khắc nghiệt vào năm 2023 với những trận mưa lớn gây ra lũ lụt tàn khốc. Trong tháng 9, mưa lớn, nước sông dâng cao và xả độc khiến tình hình lũ lụt vốn đã nghiêm trọng ở Nigeria trở nên trầm trọng hơn. Sau ngập lụt, lũ do mưa lớn ở Top, Ả Rập Xê Út ngày 19 tháng 9. Vào ngày 19 tháng 9, mưa lớn xuống Top ở Ả Rập Xê Út. Do lượng mưa lớn trong những ngày gần đây, một số dòng nước trong khu vực đã tràn bờ gây thiệt hại về phương tiện và cơ sở hạ tầng. The rains led to destruction of roads and bridges, complicating the movement of peace camps.
rescuer and emergency services work around the clock to provide necessary assistance to victims. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.